Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã tiếp tục đồng hành với video nhận định soi kèo cũng như là dự đoán kết quả các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vâng, thưa quý vị, theo lịch thi đấu vòng thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của bảng B thì đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Australia trong trận đấu được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021 trên sân vận động Mỹ Đình. Và để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp thì trận đấu giữa Việt Nam và Australia sẽ không có khán giả nha quý vị. Đây có lẽ là một thiệt thòi không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam bởi chúng ta luôn thi đấu rất tự tin và quyết tâm trước khán giả nhà. Theo kênh 14.vn thì để giúp sân Mỹ Đình luôn có sự huyên náo trong các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF và các đối tác đã xây dựng kế hoạch tạo hiệu ứng khán giả ảo thông qua phần mềm kỹ thuật Virtual Goalmark. Mỗi khi có bàn thắng hay các tình huống hấp dẫn, các kỹ thuật viên sẽ dùng kỹ xảo tái tạo sự sôi động giúp cho khán giả truyền hình có cảm nhận như đang được ở sân Mỹ Đình. Trước đó, chúng ta cũng đã được thấy hiệu ứng này ở các giải đấu quốc tế như là ngoại hạng Anh hay là giải Bundesliga của Đức, trong thời điểm khán giả không thể đến sân vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Cũng trong trận đấu này, nhằm giảm thiểu tối đa số người trên sân vận động, ban tổ chức cũng sẽ không sử dụng trẻ em dắt tay ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia. Vâng thưa quý vị, ở lượt trận ra quân thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã để thua ngược đầy tiếc nuối trước Ả Rập Xê Út. Theo thể thao 247.vn thì chính những quyết định có phần gây tranh cãi của trọng tài người Uzbekistan chính là bước ngoặt khiến trận đấu đảo chiều. Ở lượt trận thứ 2 thì đội tuyển của chúng ta sẽ trở về đón tiếp Australia trên sân nhà Mỹ Đình trong ngày công nghệ VAR lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Bên cạnh sự háo hức, thông tin về tổ trọng tài điều khiển cuộc đọ sức lại tiếp tục mang đến sự lo lắng. Theo chỉ định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, trọng tài Khamis Mohamed sẽ là người phụ trách công nghệ VAR ở trận Việt Nam gặp Australia. Đáng chú ý, vị vua áo đen người Qatar này chính là khắc tinh của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thể thao 247.vn chia sẻ, trọng tài Khamis từng bị phản ứng gay gắt khi tước bỏ bàn thắng của Văn Toàn ở trận hòa 0-0 giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Myanmar ở vòng bảng AFF Cup 2018. Trong trận, nhiều lần Quang Hải, Văn Đức bị phạm lỗi thô bạo nhưng trọng tài này không rút thẻ cảnh cáo. Và trọng tài bắt chính trong trận đấu sắp tới giữa tuyển Việt Nam và Australia sẽ là trọng tài Abdulrahman Ibrahim. Ông cũng là nhân vật khá quen mặt với bóng đá Việt Nam khi từng cầm còi trận thua 2-3 của chúng ta trước Iraq ở vòng bảng Asian Cup 2019. Ông đã từng rút thẻ cảnh cáo Trọng Hoàng ở ngay phút đầu tiên của trận đấu, còn Quang Hải bị thẻ phút thứ 18. Trong trận này, Công Phượng ghi một bàn, bàn còn lại do cầu thủ Iraq đá phản lưới nhà. Trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đó là bảng xếp hạng của khu vực châu Á. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam của chúng ta chưa có điểm cùng hiệu số bàn thắng thua là -2, cùng vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Còn đội tuyển Úc thì đang đứng đầu bảng do hơn Ả Rập Xê Út về hiệu số. Họ cùng được 3 điểm nhưng hiệu số của Úc là +3, còn Ả Rập Xê Út thì là +2. Theo thể thao 247.vn thì phong độ của Quang Hải trong những trận đấu lớn chính là thứ vũ khí sắc nhọn nhất của tuyển Việt Nam mà người Úc chắc chắn sẽ phải e dè. Tuy nhiên, ngược lại thì sức mạnh của Úc lại là lối chơi đơn giản, thoát bóng kèm tốc độ, di chuyển nhanh đi kèm. Không những thế, Úc còn rất mạnh trong những pha không chiến nhờ thể hình vượt trội so với Việt Nam. Mũi nhọn số 1 của Úc được nhận diện là tiền đạo nhập tịch, đó chính là cầu thủ Mabo. Anh này di chuyển thông minh, xoay sở và ra chân cực nhanh thưa quý vị. Chính Mabo là người đã góp công 2 trong 3 bàn thắng của Úc trước Trung Quốc với cú sút mở tỷ số và một pha kết thúc nhanh như chớp khiến thủ môn Trung Quốc đẩy ra. Sau đó bóng đến chân của Duke để anh này đệm vào lưới ấn định kết quả. Vâng thưa quý vị, sự vượt trội của Úc còn được thể hiện qua kèo chấp. Ở trận đấu sắp tới thì nhà cái ấn định Úc sẽ chấp Việt Nam 1,5 trái cho dù họ phải chơi trên sân Mỹ Đình. Thực ra đây cũng là điều hợp lý nếu xét về mọi khía cạnh. Hiện tại thì Úc đang xếp thứ 42 trên bảng xếp hạng FIFA so với 94 của đội tuyển chúng ta, nghĩa là họ hơn chúng ta 52 bậc. Theo thể thao 247.vn thì kèo tài xỉu mà nhà cái ấn định ở mức 2/1/2 bàn thì chưa thể nói lên đó là một kèo mà nhà cái nhận định và chốt kèo chính xác trong bối cảnh Việt Nam được đá trên sân nhà và chẳng có gì phải chơi căng ke giảm thiểu bàn thua hết cỡ. Khi mà điều chúng ta cần đó chính là chúng ta cần bàn thắng hơn bao giờ hết. Ghi được bàn thắng là thành công lớn của thầy trò ông Park Hang-seo. Khi chúng ta luôn là cửa dưới khi chơi với bất cứ đội bóng nào của bảng B, Việt Nam sẽ không đá với tâm thế của một đội bóng lót đường thưa quý vị. Còn về phía đội tuyển Úc, chắc chắn họ cũng sẽ tận dụng cơ hội đá với một đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng để gia tăng khoảng cách với các đội phía sau trước khi họ phải gặp những đối thủ tầm cỡ khác.
Về lịch sử đối đầu thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và Australia đối đầu nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy mà nó sẽ hứa hẹn mang đến cho chúng ta những màn chạm trán vô cùng căng thẳng và kịch tính ở đấu trường quan trọng hướng đến đấu trường thế giới. Dù chưa từng đối đầu nhau lần nào ở cấp đội tuyển quốc gia, nhưng Việt Nam và Australia đã nhiều lần so tài ở những đội tuyển trẻ như U16, U19 hay là U23. Ở những lần so tài ấy, phần thắng nghiêng về đội bóng xứ sở chuột túi nhờ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực cũng như là kỹ năng chơi bóng. U16 Việt Nam từng một lần vượt qua U16 Australia 3-0 ở vòng bảng U16 Đông Nam Á 2016 trước khi để thua ở trận chung kết sau loạt đá luân lưu. Ở vòng loại U16 châu Á 2019, U16 Việt Nam đã để thua 1-2 trước U16 Australia. Về phía U19 thì U19 Australia đã từng hai lần đánh bại U19 Việt Nam với cách tỷ số 2-1 ở vòng loại U19 châu Á 2018 và 4-1 ở vòng loại U19 Đông Nam Á 2019. Năm 2014, U19 Việt Nam thắng U19 Australia 1-0 ở giải giao hữu Nutifood nhờ siêu phẩm solo của Công Phượng. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 lịch sử thì U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Australia với tỷ số ở vòng bảng nhờ pha lập công của Quang Hải và bắt đầu hành trình kỳ diệu tại Thường Châu. Ở màn so tài sắp tới tại vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á thì Việt Nam và Australia sẽ là lần đầu ghi dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Về phần dự đoán kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Úc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thì bóngdanet.vn đã chọn kèo châu Á là chọn đội tuyển Úc với mức kèo tài xỉu 2/3 thì họ chọn kèo tài. Bởi theo họ thống kê thì trong 4 trận đấu tại vòng loại World Cup của Việt Nam diễn ra trong năm 2021 thì đều kết thúc với ít nhất là 3 bàn thắng trong một trận. Hàng công của Úc thì nổ súng tổng cộng 31 bàn sau 9 trận đã đá tại vòng loại World Cup, sắp xỉ 3,5 bàn trong mỗi trận. Và kết quả của trận đấu mà bóngdanet.vn đã dự đoán đó là đội tuyển Úc sẽ thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-1. Webthethao.vn họ cũng dự đoán một chiến thắng dành cho đội tuyển Úc, thế nhưng tỷ số họ chọn đó là đội tuyển Úc sẽ thắng đội tuyển Việt Nam 2-0. Bóngdáplus.vn và thethaovanhoa.vn thì lại dự đoán một kết quả hòa cho trận đấu sắp tới giữa Việt Nam và Australia. Họ đã dự đoán một cái tỷ số hòa là 1-1 cho trận đấu này được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021 thưa quý vị. Trang gia đình mới.vn và tin tức Việt Nam.vn thì họ lại có một cái dự đoán và đây có lẽ là một cái niềm tin, một cái niềm hy vọng thưa quý vị, một cái khát khao chiến thắng dành cho Việt Nam. Thế nên em cũng xin chia sẻ để quý vị cùng tham khảo nhé. Trang gia đình mới.vn thì dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thắng đội tuyển Australia 2-0, còn tin tức Việt Nam.vn thì dự đoán Việt Nam sẽ thắng Australia 2-1. Vâng thưa quý vị, tất cả những gì thuộc về dự đoán thì chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả chúng ta, những người yêu mến đội tuyển Việt Nam đều có quyền hy vọng, đều có quyền mong chờ một chiến thắng dành cho đội tuyển của chúng ta. Và kết quả cuối cùng không ai dám chắc chắn cả. Chúng ta sẽ được biết sau khi trận đấu kết thúc vào chiều ngày 7 tháng 9 năm 2021. Rất mong quý anh chị và các bạn, nếu có lựa chọn một là Úc hay hai là Việt Nam thì cũng nên vui chơi trên tinh thần giải trí lành mạnh nha quý vị. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, bình an trong mùa đại dịch. Rất mong quý vị lựa chọn cách chống dịch an toàn là ở nhà và xem bóng đá vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo.